Thưa quý vị và các bạn, Huyện ủy Nam Đông tổ chức hội thảo chuyên đề thực hiện dân chủ ở cơ sở theo phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng trong xây dựng nông thôn mới gắn với giảm nghèo bền vững. Tham dự hội thảo có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Chí Tài. Với phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng, huyện Nam Đông đã huy động được sức mạnh của nhân dân trong xây dựng nông thôn mới gắn với giảm nghèo bền vững. Đến nay, toàn huyện Nam Đông có 7 trên 9 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 3 thôn kiểu mẫu. Những tồn tại hạn chế trong quá trình thực hiện phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng như việc công khai, minh bạch các chương trình, dự án, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương đến với người dân còn chậm, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở có nơi chưa đáp ứng yêu cầu đề ra, còn mang tính hình thức hay ý kiến của người dân có lúc chưa được quan tâm, giải quyết triệt để. Phát biểu chỉ đạo tại hội thảo, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh, mục tiêu thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở là điều kiện để nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân và tạo sự đồng thuận trong toàn xã hội. Vì thế, huyện Nam Đông cần gắn việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở với công tác phòng chống tham nhũng, cải cách hành chính để xây dựng niềm tin trong nhân dân. Tăng cường vai trò lãnh chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, trách nhiệm người đứng đầu trong việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, cần đẩy mạnh và đổi mới công tác tuyên truyền, vận động phải phù hợp để dân hiểu và thực hiện, tránh hình thức tuyên truyền cho có, đặc biệt chủ trọng nhân rộng các điển hình tiêu biểu để nhân dân học theo. Trong quá trình thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, phải thường xuyên kiểm tra, phát hiện những vấn đề mới nảy sinh và kịp thời đề xuất các cấp có thẩm quyền giải quyết. Có như vậy mới phát huy được dân chủ, thúc đẩy các phong trào thi đua lao động sản xuất, góp phần xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh.